Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Tủ lạnh là một vật dụng quen thuộc với đời sống của chúng ta hiện nay. Tuy nhiên, hướng đặt tủ lạnh theo phong thủy như thế nào để phù hợp với tài vận và nhân mạng của gia chủ thì không phải ai cũng biết. Đặt đúng hướng, tài lộc sinh sôi, phúc khí dồi dào, thân nhân an lạc. Đặt sai hướng, tài vận bị cản trở, tai họa triền miên, sự nghiệp gặp nhiều rắc rối. Vậy hướng đặt tủ lạnh theo phong thủy là như thế nào? Khi chọn vị trí đặt tủ lạnh, nên chú ý những điều gì? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích khác. Đời sống xã hội ngày nay phát triển, thiết bị điện tử ngày càng được sử dụng và coi là thiết bị không thể thiếu trong mỗi gia đình. Tủ lạnh là một trong những thiết bị điện tử thông dụng đó. Thế nhưng, không phải ai cũng quan tâm đến vấn đề phong thủy tủ lạnh đặt thế nào cho đúng. Vị trí đặt tủ lạnh trong nhà rất quan trọng, nó có thể mang lại sự ấm no, hạnh phúc nếu được đặt đúng vị trí. Nếu sai phạm về mặt phong thủy cái tủ lạnh thì có thể mang lại nhiều điều không may. Thứ nhất, không được để tủ lạnh rỗng. Để đảm bảo thức ăn tươi mới thì tủ lạnh cần chạy suốt cả ngày. Vì thế, nếu đặt tủ lạnh ở tài vị thì có thể thu hút được nhiều tiền của. Nếu đặt ở vị trí sát khí phong thủy thì sẽ trở thành sát thủ vô hình đối với các thành viên trong gia đình. Nếu tủ lạnh đối diện với cửa thì đại hung cho chủ nhân. Tủ lạnh liên quan đến thức ăn của người sử dụng. Thức ăn dồi dào, ngụ ý chủ nhân không phải lo lắng về cơm ăn, áo mặc. Ngược lại, tủ lạnh bị bỏ trống có nghĩa là tình hình kinh tế không khả quan. Bởi vậy tủ lạnh nên để đầy đủ thức ăn. Thứ hai, không được để tủ lạnh ô uế. Vấn đề sạch sẽ của tủ lạnh đồng nghĩa với sự mát mẻ trong công việc của chính gia chủ. Nếu như bạn để tủ lạnh của gia đình bị ô uế trong thời gian dài, như loại sản phẩm kém chất lượng, hư hỏng hoặc đã hết hạn sử dụng, tài chính trong gia đình sẽ bị mất cân bằng và không có khởi sắc. Bởi vậy, việc vệ sinh tủ lạnh đóng một vai trò rất quan trọng. Đặc biệt, bạn cũng nên thường xuyên khử mùi tủ lạnh để đảm bảo vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Thứ ba, tuyệt đối không để tủ lạnh chéo hoặc đối diện với cửa ra vào. Trong phong thủy, tủ lạnh được gọi là tài khố, tức kho của. Nên khi đặt tủ lạnh trong phòng khách, tuyệt đối không được đặt ở vị trí chéo với cửa ra vào. Cũng không nên đặt ở vị trí đối diện. Như thế sẽ khiến tài lộc của cải trong gia đình không ổn định, thậm chí còn làm hao tài khí, thất thoát tiền của, công danh đi xuống. Thứ tư, không nên để đồ làm bếp trên tủ lạnh. Tủ lạnh là đồ dụng lưu trữ đồ ăn của mỗi gia đình và cất giữ đồ ăn bên trong. Đối với việc tận dụng tủ lạnh để nhiều đồ dùng khác với nhiều người, đó là lợi ích. Nhưng về phong thủy, nó có thể gây ra những ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của gia chủ, khiến cho gia chủ bị cản trở sự thăng tiến, dễ gặp vận xui. Thứ năm, cấm đặt các thiết bị điện tử trên nóc tủ lạnh. Các thiết bị điện tử như lò vi sóng, điện thoại, máy xay không nên để trên nóc tủ lạnh. Điều đó đúng với cả khoa học lẫn theo phong thủy. Khi để những thiết bị điện tử có luồng điện tử mạnh trên nóc tủ lạnh sẽ dẫn đến sự mất an toàn, nguy cơ cháy nổ cao và ảnh hưởng trực tiếp đến sự may mắn khi làm ăn. Thứ sáu, không đặt lọ hoa trên nóc tủ lạnh. Một số người thường đặt lọ hoa trên nóc tủ lạnh, thế nhưng đây là điều sai lầm. Bởi nếu ở gần tủ lạnh có sóng bức xạ thì một thời gian ngắn thì cây, hoa sẽ héo úa. Ngoài ra, về mặt phong thủy thì điều này cũng khiến tài lộc của cải trong gia đình không ổn định, thậm chí dẫn đến nguy cơ công danh tài lộc đi xuống, tiền của thất thoát. Thứ bảy, không được để tủ lạnh sát bếp hoặc đối diện với cửa bếp. Tủ lạnh thuộc kim, bếp thuộc hỏa, trong ngũ hành, kim hỏa tương khắc với nhau. Thêm vào đó, mỗi lần nấu nướng,
bếp sẽ phát ra khí nóng, tủ lạnh mở cửa phát ra khí lạnh. Nóng lạnh sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và dạ dày của người thân trong nhà, nhất là trẻ nhỏ. Nếu là việc này tiếp diễn lâu dài, chắc hẳn vợ chồng sẽ xảy ra bất hòa, tranh chấp hơn. Thứ 8, không đặt tủ lạnh dưới gầm cầu thang. Tủ lạnh đặt dưới gầm cầu thang thường xuất hiện ở những gia đình sống trong căn hộ chung cư nhỏ hoặc những gia đình có diện tích nhà ở không rộng rãi. Điều này rất kiêng kỵ trong phong thủy, bởi đây là góc khuất không có ánh sáng sẽ làm ảnh hưởng đến công việc làm ăn của gia chủ. Nó mang lại những điều không hay trong việc làm ăn của gia đình. Thứ 9, tối kỵ đặt tủ lạnh đối diện nhà vệ sinh. Không nên đặt tủ lạnh đối diện với bất kỳ nhà vệ sinh, bởi đây là điều nên tránh. Bởi nhà vệ sinh có tính thủy rất mạnh, rất dễ đẩy mạnh hành thủy trong nhà, gây ra sự nghèo khó và trở ngại cho gia chủ. Thứ 10, tránh đặt tủ lạnh trong phòng ngủ. Đặt tủ lạnh mini phòng ngủ về phong thủy, nó sẽ là yếu tố có thể làm ảnh hưởng tới sức khỏe của chủ nhân. Vì vậy, nên tránh đặt để tốt hơn. 11. Không được đặt tấm vải màn lên nóc tủ lạnh. Vì sợ bụi bẩn nên nhiều gia đình đã đặt một tấm vải chùm lên nóc tủ. Vậy nhưng, ít ai biết điều này cực kỳ nguy hiểm bởi mảnh vải đó sẽ khiến tủ sẽ bị nóng. Từ đó, tủ sẽ giảm tuổi thọ và tốn điện hơn. Ngoài ra, việc này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến phong thủy. Những tấm vải màn được cho là thứ ngăn cách tình cảm của những thành viên trong gia đình, khiến mâu thuẫn phát triển, gia đình khó yên ấm, hạnh phúc. Quý vị thân mến, theo quan niệm phong thủy, tủ lạnh là kho của mỗi gia đình. Hướng đặt tủ lạnh có ảnh hưởng lớn đến phong thủy chung của ngôi nhà như sức khỏe của gia chủ, của cải vật chất, chuyện làm ăn. Trong phần đầu của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ những cấm kỵ trong việc đặt tủ lạnh để tránh bị tán tài lộc. Chính vì vậy, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát chỉ dẫn giúp gia chủ có cách đặt vị trí tủ lạnh phong thủy theo từng chức năng, không gian để có thể thu hút tài lộc và tiền bạc về một cách nhanh nhất. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Đầu tiên, hướng đặt tủ lạnh theo mệnh của gia chủ. Trong phong thủy, tủ lạnh thuộc kim và thủy. Chính vì vậy, vị trí không thể tốt hơn đó là trong phòng bếp, bởi bếp thuộc hỏa sẽ cân bằng, tạo ra không gian thịnh nhất, giúp gia chủ gặp nhiều may mắn, tài lộc. Ngoài ra, gia chủ có thể đặt ở vị trí phòng khách, nhưng phải chọn hướng thích hợp. Tủ lạnh hoạt động thường xuyên, phải đặt hướng lành thì tủ lạnh có không gian thoáng để bảo quản được thực phẩm một cách tốt nhất. Việc đặt tủ lạnh hướng lành còn giúp cho tài lộc của gia chủ được tăng lên. Trong phong thủy, hướng đặt tủ lạnh hợp nhất là hướng Bắc và hướng Đông Nam, bởi đây được coi là hướng lành. Không nên đặt tủ lạnh ở hướng chính Tây hoặc chính Đông, bởi hai hướng này sẽ dễ bị ánh sáng mặt trời chiếu vào, làm ảnh hưởng đến thiết bị điện từ và quá trình làm lạnh của tủ lạnh. Với những người mệnh thủy, nên đặt tủ lạnh theo hướng Bắc. Chúng tượng trưng cho sự nghiệp hưng thịnh của gia chủ đang tăng tiến. Đối với những người mệnh mộc, nên đặt tủ lạnh ở những nơi có góc khuất nhưng theo hướng đông nam để tránh đi được những tai họa trong công việc, sức khỏe. Nếu bạn là chủ công ty, nhà hàng thì hãy đặt tủ lạnh trên vật có gỗ để việc làm ăn thêm thuận lợi. Hướng đặt tủ lạnh trong phòng khách. Hiện nay có rất nhiều gia đình sắm hai tủ lạnh để ở nhiều vị trí khác nhau và có thể là phòng khách và cả phòng bếp. Tuy nhiên, theo phong thủy thì việc đặt tủ lạnh ở phòng khách là một vị trí không nên đặt. Bởi vì tủ lạnh thuộc kim và phòng khách cũng là kim, nên kim gặp kim không tốt và ảnh hưởng tới gia chủ. Tuy nhiên, nếu vẫn đặt tủ lạnh trong phòng khách thì hãy lưu ý vị trí kiêng để tủ lạnh trong phòng khách như sau. Thứ nhất, đặt ở vị trí gần cửa ra vào. Thứ hai, hãy đặt theo hướng đông nam, bởi khi gia chủ có thiếu kim thì đặt đúng hướng này sẽ giúp gia chủ gặp may mắn và thịnh vượng hơn. Thứ ba, không nên để tủ lạnh đặt đối diện cửa chính và không nên đặt tủ lạnh ở hai hướng đông, tây, bởi các vị trí đó mang đến điều kiện xui rủi cho gia đình. Thứ tư, phòng khách có nhiều vị trí đắc tụ tài, do vậy không nên đặt tủ lạnh ở các vị trí này, bởi tủ lạnh hành kim. Kim và thủy rất dễ gây ra hiện tượng bán tài, làm ăn không thuận lợi. Tháng 5, bạn có thể hóa giải bằng cách đặt tủ lạnh vào trong tủ đồ như các khách sạn,
quán bar thường làm để hóa giải bớt vận xấu. Hướng phong thủy để bố trí tủ lạnh trong bếp. Như các bạn đã biết thì tủ lạnh thuộc kim nên vị trí đặt tốt nhất là phòng bếp. Bởi phòng bếp thuộc hỏa, nó là một nơi cân bằng nhất. Vượng hỏa thì cần sự xuất hiện của kim tạo ra một không gian thanh tịnh. Tuy nhiên, việc lựa chọn hướng đặt tủ lạnh trong phòng bếp làm sao để hợp phong thủy nhất thì không phải ai cũng biết. Bạn có thể đặt tủ lạnh tại các vị trí trong bếp thuận tiện cho việc sử dụng và bố trí không gian hợp lý nhất. Đầu tiên, nếu bạn đặt tủ lạnh quay về hướng Bắc hoặc hướng Đông Nam để hun lộc vào nhà. Thứ hai, tủ lạnh thuộc hành kim lại hoạt động 24/24, cần chọn hướng phù hợp. Một mẹo nữa cho các gia chủ mệnh thủy và mệnh mộc, đó là đối với những gia chủ mệnh thủy thì nên đặt tủ lạnh ở vị trí bên phải cửa ra vào. Điều đó sẽ giúp cho sự nghiệp của gia chủ được thăng tiến và tiền vận hành thông. Còn đối với mệnh mộc, có thể kê tủ lạnh ở phía bên trái cửa ra vào sẽ giúp cho gia chủ của ngôi nhà được nhiều lộc và của. Bạn có thể đặt tủ lạnh ở phía bên phải nhà bếp hoặc phía bên trái nhà bếp. Điều đó sẽ giúp chúng ta có được cuộc sống thịnh, gia đình luôn vui vẻ và hòa thuận. Quý vị thân mến, theo phong thủy, tủ lạnh được ví như tủ tiền, cho nên dù đặt ở hướng nào, xem xét vị trí thật kỹ. Đừng vì vô tư đặt tủ lạnh ở bất kỳ đâu hoặc đặt rất nhiều đồ lên nắp tủ lạnh để tiết kiệm không gian, nhưng điều đó chỉ khiến tài lộc chèn ép và không thể lưu thông nổi. Hãy xem xét thật kỹ trước khi đặt tủ lạnh để tài vận, tiền bạc và may mắn có thể xảy ra. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.